Hơn 80% doanh số bán hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam vẫn đến từ kênh thương mại truyền thống, bao gồm khoảng 1,3 triệu cửa hàng bán lẻ trên cả nước. Đây là số liệu từ báo cáo về nhu cầu của các nhà bán lẻ Việt Nam được tiến hành bởi Nielsen, công ty nghiên cứu và đo lường thị trường. Theo báo cáo này, doanh số quý 1 năm 2015 của ngành hàng tiêu dùng nhanh đã phục hồi sau đợt suy giảm năm 2014. Khối lượng bán hàng tăng trưởng 3,4% tại 6 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang và Đà Nẵng. Trong đó thức uống là nhân tố chính điều khiển sự phục hồi tăng trưởng. Những thương hiệu được hầu hết các nhà bán lẻ yêu thích gồm có Hảo Hảo, Vinamilk và Coca-Cola. Với hơn một nửa số chủ cửa hàng cho biết họ sẽ tích trữ các sản phẩm nhiều hơn và giới thiệu các sản phẩm này cho người mua hàng. Con số lớn này cho thấy Việt Nam là một trong những thị trường phức tạp nhất cho các nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh để xây dựng chiến lược phân phối và quản lý hậu cần. Cũng trong một nghiên cứu khác của Nelson, chỉ có 70% các cửa hàng bán lẻ truyền thống thực hiện đúng các yêu cầu từ nhà sản xuất trong việc phân phối sản phẩm của họ đến tay người tiêu dùng.